Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình xem ngày tốt của Phong thủy Lộc Tài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình xem ngày tốt của tháng 9 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Thì tháng 9 âm lịch năm 2022 nhâm dần khởi ngày dương lịch bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022. Thì ngày mùng 1 tương ứng là ngày nhâm ngọ, tháng 9 là tháng canh tuất, là tháng thiếu. Như quý vị đã biết thì việc đầu tiên để lựa chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Và những ngày xấu thì như thường lệ, đây những ngày xấu cần tránh thì tôi cũng đã liệt kê đây rồi. Đầu tiên là ngày tam nương, thứ hai là ngày con nước, ba là ngày dương công kỵ, bốn là ngày sát chủ, năm ngày thụ tử, sáu ngày nguyệt phá và bảy là ngày thiên địa chuyển sát. Thì trong tháng 9 âm lịch, ngày tam nương cũng vẫn bao gồm các ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3 của tháng 9 thì sẽ là ngày Giáp Thân. Tiếp theo là ngày mùng 7 là ngày Mậu Tý. Ngày 13 là ngày Giáp Ngọ. Ngày 18 là ngày Kỷ Hợi. Ngày 22 là ngày Quý Mão. Và cuối cùng là ngày 27 là ngày Mậu Thân. Những cái ngày nào mà tôi gạch mực xanh thì là chúng ta không sử dụng nhé. Quý vị nhớ này, những ngày nào mà gạch mực xanh thì không sử dụng. Cái nào ngày mực xanh là bỏ nhé. Tiếp đến là ngày con nước. Ngày con nước sẽ bao gồm ngày mùng 3 và ngày 27 đúng không ạ? Thì trùng với ngày tam nương thì chúng ta loại bỏ rồi. Ngày kế đến là ngày dương công kỵ là ngày 25. Trong tháng 9 ngày dương công kỵ là ngày 25. Thì 25 là ngày Bính Ngọ. Đấy. Chúng ta lại bỏ. Hơn nữa, ngày Ngọ lại là ngày sát chủ này, sát to đùng đùng đây thì cũng không dùng được. Ngày thụ tử trong tháng này là ngày Dần. Ngày Dần có hai ngày, canh Dần là ngày mùng 9 và nhâm Dần ngày 21 là ngày thụ tử. Chúng ta cũng loại bỏ không dùng. Tháng này là tháng Tuất, tháng canh Tuất, đâm ra những ngày nào là ngày Thìn thì là bị là ngày nguyệt phá. Có hai ngày nhâm Thìn là ngày và ngày Giáp Thìn. Ngày 11 và ngày 23 thì cũng loại bỏ, không dùng. Ngày cuối cùng là ngày thiên địa chuyển sát, là ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu. Thì trong tháng này không có hai ngày này, rất may mắn. Thì cái số ngày tốt lại được tăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng đầu công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 9. Tháng 9 âm lịch gồm hai tiết là Hàn Lộ và Sương Giáng. Sau Hàn Lộ thì tam sát tại phương Bắc. Các phương là Hợi, Tý, Sửu, không nên tu tạo, sửa chữa hoặc động thổ. Đây, quý vị có thể lưu nhé. Quý vị có thể ghi lại này. Tháng 9 là hai tiết Hàn Lộ, Sương Giáng. Sau Hàn Lộ thì tam sát tại Bắc, phương Hợi, Tý, Sửu, kỵ tu tạo động thổ. Bây giờ chúng ta cũng cùng xét về ngày tốt xấu trong cái tháng 9 âm lịch. Ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày Tuất. Ngày Tuất thì trực kiến, ngày Bính Tuất thì có thiên nguyệt nhị đức được tốt, các ngày Tuất khác không có lợi, dùng thì bị tổn tài, nghèo khổ và là ngày đại hung. Chiêu là ngày Tuất thì chỉ có ngày Bính Tuất thôi dùng được, còn các ngày khác là hung không dùng. Bính Tuất thì được tiểu cát. Đầu tiên trong ngày mùng 5 là Bính Tuất. Rồi ok. Tiếp đến ta xét ngày Hợi. Ngày Hợi có hai ngày là mùng 6 là ngày Đinh Hợi và ngày 18 là Kỷ Hợi. Thì ngày 18 là phạm vào ngày tam nương, ta loại bỏ rồi. Còn ngày mùng 6 Đinh Hợi bây giờ ta cùng xét. Thì ngày Hợi trực trừ thì có thiên tặc. Ngày Ất Hợi, Đinh Hợi thì nên khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, động thổ. Làm các việc thì được đại cát. Đại cát đấy. Có ngày mùng 6 này, ngày Đinh Hợi thì đại cát này, thì làm những việc sau, quý vị lưu ý nhé. Ngày Đinh Hợi này thì nên khởi tạo này, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, động thổ thì được đại cát. Nếu dùng ngày này thì con cháu hưng vượng, giàu có vĩnh viễn. Đấy, rất là tốt. Thì ta được một ngày đại cát, đầu tiên là ngày mùng 6 là Đinh Hợi. Các việc thì như tôi đã vừa nói. Tiếp đến là ta xét ra ngày Tý. Ngày Tý là trực mãn.
có Huỳnh Sa, Thiên Phú. Ngày Bính Tý thì được giờ nước tinh khiết, lại có thêm các cát tinh cùng chiếu như Thiên Nguyệt, Nhị Đức, Huỳnh Lan, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Tăng Liêu, Liên Châu, Lộc Mã. Giá thú khai trương xuất hành nhập trạch thì hưng công động thổ nhập trạch, dựng đoàn rông rất là tốt. Thế còn ngày Nhâm Tý không có đúng không ạ? Ngày Canh Tý thì không nên dùng. Ngày Canh Tý Đồng Công nói là không nên dùng, Canh Tý bị khắc nên là không nên dùng. Ngày Giáp Tý thì cũng có Huỳnh Lan Tử Đàn. Tóm lại ngày Tý thì chúng ta không dùng được ngày nào. Ngày 7 là ngày Tam Lương, Canh Tý thì cũng là ngày xấu, thế là không dùng. Tiếp ta xem ngày Sửu. Ngày Sửu thì bị Tiểu Hồng Sa, có Phước Xanh, tiếc là bị Nguyệt Kiến xung phá. Lại có Châu Tức Câu Giả, Chú Việt, Chiêu Văn Tư, Quẩn Bách, các việc này chẳng có lợi. Nếu làm việc nhỏ thì bên trong có Phước Xanh cũng chỉ tạm được, nhưng trọn vẹn thì không có lợi. Nếu như đại dụng lập tức là gặp việc hung. Còn Đinh Sửu, Quý Sửu thì sát tập nhập trong cung. Nói chung ngày Sửu thì là không dùng được, chúng ta cũng bỏ. Ngày Dần thì là ngày Thụ Tử, chúng ta đã loại bỏ rồi. Tiếp đến là ngày Mão. Ngày Mão trực chấp. Ngày Tân Mão, Kỷ Mão thì có các cát tinh. Tân Mão, Kỷ Mão thì có cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng cùng chiếu. Nên làm việc là giá thú. Đây này, ngày mùng 10 đúng không ạ? Là Tân Mão, là ngày đại cát. Ngày làm được vì ngày Tân Mão này có các Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng đồng chiếu, nên giá thú khai trương xuất hành nhập trạch động thổ, sửa chữa khởi tạo kho lẫm, thì chủ việc thì tấn tài sản, tăng nhân khẩu, hưng gia đạo, vượng lục xúc, là ngày đại cát. Các ngày Mão khác là thứ cát, nhưng riêng có ngày 22 là bị phạm tam nương, đâm ra chúng ta không dùng. Ok, sau ngày Mão đến ngày Tỵ, là ngày Thìn. Ngày Thìn thì có hai ngày 11 là ngày Nhâm Thìn và ngày 23 là ngày Giáp Thìn, thì hai ngày này đều bị phạm là nguyệt phá, chúng ta đã bỏ qua rồi. Tiếp đến là ngày Tỵ. Ngày Tỵ thì trực nguy, có ngày Ất Tỵ là ngày 20-24 thì nên phát cỏ an táng, tạo tác, giá thú khai trương, nạp thái, di cư, xuất hành nhập trạch, chủ lợi ích tử tôn, gia đạo hưng long, là ngày đại cát. Thứ được một ngày đại cát nữa là ngày 24 là Ất Tỵ. Còn các ngày Tỵ khác là ngày 12 Quý Tỵ thì chỉ nên làm việc nhỏ. Đây, ngày 24 là ngày đại cát này, còn ngày này là ngày thứ cát. Ngày 12 là Quý Tỵ thì là ngày thứ cát, chỉ nên làm việc nhỏ. Tiếp đến ta xếp ngày Ngọ. Ngày Ngọ thì là trực thành, có 23 ngày, mùng 1 Nhâm Ngọ, 13 Giáp Ngọ và 25 là ngày Bính Ngọ. Thì cái ngày Ngọ này lại phạm ngày sát chủ, chúng ta bỏ qua, đã bỏ qua ở lúc trước rồi. Bây giờ ta tiếp tục xét đến ngày Mùi. Ngày Mùi là trực thâu. Ngày Kỷ Mùi là ngày có thể an táng, trong này không có. Ngày Tân Mùi và Quý Mùi. Quý Mùi thì dựng cột gác đoàn rông thì được tứ cát. Lại thêm một ngày thứ cát là ngày gì? Quý Mùi, đúng không ạ? Thứ cát là ngày mùng 2 là Quý Mùi. Nhưng cái ngày Quý Mùi này quý vị nên ghi lại nhé. Nhưng kỵ vào kỵ việc là khởi tạo, hôn nhân, xuất hành, nhập trạch, an táng, khai trương, làm kho lẫm. Còn ngày Ất Mùi thì sao? Ất Mùi thì bị Châu Tước Câu Giảo và Bạch Hổ nhập trung cung. Đinh Mùi thì cũng là ngày hung, chỉ là ngày Ất Mùi là ngày 14 thì bị là Bạch Hổ nhập trung cung, Châu Tước Câu Giảo các thứ. Thứ hai ngày Đinh Mùi thì cũng là ngày đại hung, hai ngày này không dùng. Tiếp đến ta xem ngày Thân. Ngày Thân thì có Thiên Thạc, đúng không? Là ngày trực khai đấy, có Thiên Thạc.
Ngày Mậu Thân thì có thiên xá, nhưng mà ngày 27 Mậu Thân lại phạm vào ngày Tam Nương, mùng 3 Giáp Thân lại bị phạm vào ngày Tam Nương, chúng ta loại bỏ rồi. Bây giờ chỉ còn ngày Bính Thân. Ngày Bính Thân thì Canh Thân thì không dùng được, Bính Thân là ngày thứ cát. Trên tao thứ ngày 15. Bính Thân là thứ cát. Đấy thì Đổng Công có nói này, ngày Thân có thiên tặc, Mậu Thân có thiên xá, Giáp Thân là lúc nước sạch. Và trong đó có các cát tinh là Huỳnh La, Tử Đàn, Tụ Lộc, Đới Mã, Đồng Chiếu nên an táng, tác sanh cơ, xây nguyệt mã. Nhưng vì ngày Tây Trầm, ngũ hành vô khí, hơn nữa là cuối thu, chẳng nên khởi tạo, hôn nhân nhập trạch khai trương, chỉ an táng là được cát. Đấy, cái ngày mùng 3 ấy, chỉ có nên an táng thôi. Nhưng mà dính vào Tam Nương là đổ vỡ thì cũng thôi các bạn. Còn các ngày thân khác thì được thứ cát. Đấy, tức là ngày 15 là thứ cát. Còn ngày Canh Thân là bạch hổ nhập trung cung, dùng vào ngày thì nguy cơ có người chết trong nhà, đâm ra là không nên dùng. Vì chi là ngày Thân chỉ có ngày 15 được thứ cát thì tôi đã ghi lại đây rồi, quý vị hãy theo dõi nhé. Và cuối cùng là ngày Dậu. Ngày Dậu là trực bế. Lúc này là mùa thu và mùa đông giao thời, đó là đều có sát thương. Ngày Kỷ Dậu thì bị cửu thổ quỷ. Ngày 28 Kỷ Dậu bị cửu thổ quỷ, không dùng. Ngày Ất Dậu thì chỉ nên an táng. Ngày Ất Dậu thì nên an táng được thứ cát. Chưa ngày mùng 4 ấy, Ất Dậu. Thì quý vị, cái này này, Ất Dậu này chỉ nên an táng nhé. An táng. Các ngày Dậu khác cũng chỉ nên tiểu dụng, nhưng là ngày ngũ hành vô khí, đâm ra là hơn nữa lại là ngày bạo bại, sắp trùng phùng, đâm ra là không nên dùng. Còn lại ngày 16 thì chúng ta cũng hạn chế và bỏ, tốt nhất là bỏ không dùng. Ok. Như vậy là chúng ta vừa xét xong về những ngày tốt và ngày xấu cần loại bỏ trong cái tháng 9 âm lịch năm 2022 năm Nhâm Dần. Thì tôi đã tổng hợp lại ở đây hai cột bên tay phải đây là những ngày đại cát, và bên này là ngày thứ cát. Thì tùy theo cái công việc của mình mà quý vị hãy lựa chọn ra những ngày tốt cho mình. Thì khi lựa chọn về ngày tốt thì quý vị cũng tránh các ngày xung khắc với lại bản mệnh. Ví dụ ngày Đinh Hợi là rất tốt, nhưng mà tị hợi xung đâm tất cả những người tuổi tị, bao gồm ất tị, đinh tị, kỷ tị, tân tị và quý tị thì đều không nên dùng. Ví dụ như ngày Mão là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà Mão Dậu xung đấy, thì những người tuổi Dậu cũng không nên sử dụng những ngày này. Ngày Tị thì những người tuổi Hợi cũng không nên dùng. Vị trí là đấy, tôi vừa chia sẻ với quý vị là những ngày tốt. Thì tương tự những ngày bên này, thế ngày Dậu thế tuất tị quý mùi bính thân, thì chúng ta cũng kỵ những ngày mà xung với tuổi. Những người tuổi xung với ngày thì chúng ta cũng không nên dùng những ngày này. Trên đây là chia sẻ của tôi về cái ngày tốt trong cái tháng 9 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Đấy, giúp cho quý vị có cuộc sống lựa chọn được những ngày tốt và có áp dụng những kiến thức bổ ích này. Đấy, vận dụng vào trong cuộc sống, giúp cuộc sống của mình là tốt hơn, gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.